Hello mấy anh em nha. Bữa nay thì Thăng làm cái clip này để làm kỷ niệm với anh khách này nha. Anh khách ở dưới Trà Vinh, anh có nhờ em làm cái clip để quay chiếc xe, sẵn quay cho anh em xem luôn. Mượn cớ là để review chiếc xe này. Các bạn muốn đặt theo mẫu này thì anh em cũng có thể đặt nha. Chủ yếu á, Thăng làm cái clip này để cho anh khách nha, xem lại cái chiếc xe. Hôm trước là anh khách có gửi lên cửa hàng, nâng cấp lên một mớ đồ. Cái lịch sử chiếc xe này là hồi mua hồi Tết các bạn nha, xài cũng được 7 tháng 8 tháng rồi anh em. Nhưng mà do đợt này anh khách thấy mấy cái xe Thăng nâng cấp mấy cái đồ chơi, mấy con ốc Salaya của bộ Titan đẹp quá, anh khách mới nhờ bên cửa hàng xuống lấy xe ha, nâng cấp cho anh khách. Cái cơm lê này thì nó cũng dễ chơi các bạn, tầm khoảng 7 triệu à. Trong 7 triệu này thì anh em sẽ có những gì, Thăng sẽ review cho anh em xem nha. Hôm trước thì để Thăng nói về phần đồ chơi hôm trước Thăng có bán cho anh khách nha. Đầu tiên là trá đèn pha 2 tầng nè, xi nhan cam nè ha, đèn nghe xeo cam Nova thì khách đã nâng cấp sẵn các bạn. Sau khi mà anh khách chơi thời gian, tại vì đợt trước á, mới mua chiếc xe về, nói chung tiền thì nó cũng ngợp quá. Mua xe về chưa dưới trên rồi dọn ra nhiều quá cũng ngán các bạn. Đợt này thì anh khách quyết định nha, gom tiền rồi, đủ lúa rồi, nâng cấp thêm ha. Thì combo bao gồm 4 món. Đầu tiên á là sườn lóc. Đầu tiên là về phần gác máy nha các bạn nha. Đầu tiên là về phần gác máy. Gác máy chân thắng cần số nha, giò đạp inox 304 là cái món đầu tiên. Cái món thứ hai nữa là bộ ốc Salaya anh em nha, xe này nâng cấp lên bộ ốc Salaya. Cái thứ ba là cái cổ bô Titan. Và cái cuối cùng á là cái biển số ép gò Vũng Tàu. Đây, ép gò Vũng Tàu. Hôm trước rằng cũng có giới thiệu cho anh em cũng mấy đợt rồi đó ha. Đây, biển số 84, biển số định danh anh em cũng biết, định biển định danh là biển cũng mới gần đây, mới đây ha anh em. Đó. Biển số ép nó rất là dày nha anh em, chắc chắn luôn. Biển này là bao anh em, khỏi có lo mà nước vô cho các bạn, xài là chắc chắn tay luôn, mình nhìn vô biển số là thấy đẹp lịch sự rồi ha. Mình chơi chiếc xe nói chung mình đừng ngán tiền mấy phần này các bạn nha. Mình chơi xe là mình phải đầu tư mấy cái này mình chơi. Chơi cho nó đáng. Chứ thực sự ra nó chỉ có vài trăm ngàn thôi. Mình chơi chiếc xe mình xài lâu dài. Chứ giờ mình tiếc á, mình ép biển số chạy thời gian vàng kỳ lắm các bạn ha. Cái này là em khuyên anh em, nếu mà mua xe chịu khó chơi má này đi, xài cho nó lâu dài chút. Rồi, mình đi vô chi tiết từng phần lại cho anh em mình coi nha. Nó đầu tiên thì mình nói về cái phần bộ dàn chân inox 304 đi anh em. Đó, xe mà anh em lên được này Thăng mừng lắm. Mừng là không phải là mình bán cái này mình lời, mà mừng có cái á, là anh em lên được ba này á, khỏi sợ hư nữa anh em ha. Khỏi sợ hư, khỏi sợ sau này phải đi dặm đi sơn đồ nọ lại. Tại vì bản thân cái đồ này nè là inox đặc, cái người mà sản xuất á, là người ta sẽ bao cho em là khách hàng xài sò chọn đời. Nếu mà có gỉ sét như gì đó là một đền một hết nha anh em, chơi yên tâm chọn đời. Đây là anh em nói 10 năm 20 năm ta vẫn bao nha, chứ không phải là mình xài mà người ta bao trong vòng vài năm không xét, vài năm không xét là cái đồ hãng anh em nha. Chứ còn inox 304 này anh em khỏi là sợ, nó làm nhiều đồ gia dụng lắm chứ không phải một món hai món đồ trên xe đâu anh em nha. Tại sau này anh em ta làm á, người ta đi theo cái thị trường nha. Ốc cũng vậy, ốc là Thăng gắn là dựa trên là cái thằng ốc inox 304. Thăng mua là Thăng mua dàn chân nha, mua dàn chân lên dàn áo rồi nữa ha. Tất cả chi tiết này Thăng đều nâng cấp hết. Trong dĩ ốc nó sẽ có những cái cục canh gì luôn nè anh em. Nó ha, mình về mình khỏi cần chế cháo trên á, nó canh sẵn cho con full hết luôn. Nói các bạn nào mà mình ở xa muốn ship á thì Thăng ship cho anh em. Đó, rồi bên này cũng vậy, ốc inox 304. Xe này sẵn là làm cái clip quay kỷ niệm với anh khách luôn nha. Mẫu này thì mẫu rất là thông dụng bên cửa hàng, tại vì Thăng dọn ở đây nhiều xe lắm. Cái mẫu này là Thăng dọn nhiều xe lắm chứ không phải một xe anh em. Rồi, cái tiếp theo á Thăng quay cho anh em là quay cái chỗ này. Cái cổ bô Titan anh em lưu ý khi xài cổ bô nha. Nè, cái này là sai nguyên tắc rồi nè các bạn. Nè, thỏ cái tay vô mà gờ gì là sai nguyên tắc nè. Khi mà các bạn gờ cái tay lên gì nè là vài bữa nữa là chỗ này khi mà chảy nóng lên nó sẽ hằn luôn nguyên dấu tay của anh em luôn. Bởi vì á, anh em phải đeo bao tay vô, anh em rửa xe, hoặc là anh em lấy cái khăn anh em lau, chứ đừng lấy lúc mà nó đang khô rồi nè, anh em đừng lấy cái tay mình ướt ướt có mồ hôi, anh em đừng thấm vô Titan. Tại này Titan xịn, chứ còn mấy cái inox này thì thấm thoải mái nha, nước sơn inox rồi thấm thoải mái không sao hết nha. Titan xịn á, nó rất là nhạy cảm với cái nước mồ hôi mình nha. Đặc biệt cái cổ ô này như những clip khác đang có nói, âm thanh ra nó sẽ rất là hay. Đây, test cái âm thanh cho anh em nghe luôn nha. Đây, anh em nghe thấy không nè, cái cảm giác cái ga chờ á, cái cảm giác cái ga chờ là y hình cái chiếc xe mà hồi xưa giờ chiếc xe ghi sao lại có bô gan vậy đó.
Tại vì được có cái này em biết không, ví dụ như cái cổ bô chợ á là nó chỉ cắt tới đây thôi, cái này gia công mình làm thêm cái đầu chụp chỗ này luôn, nó nối mí giữa inox với cổ bô luôn ha, nên thành ra nó rất là thẩm mỹ. Ê, chiếc xe thằng bán tính ra 8 tháng các bạn, 8 tháng thì cũng như 1 năm đi ha, sau khi 1 năm sử dụng nè, rất là đẹp anh em á, chịu xài chịu kỹ, xe xài không bao giờ nó có một cái vết bợn gì hết á. Tại vì cái áo phủ ceramic nè anh em nhìn nè, cái áo thằng phủ ceramic anh em xài đi, cái nước bóng nó bảo vệ rất là nhiều lắm. Tại vì bản chất á, hồi xưa người ta sơn á là cái nước sơn màu bạc nè, người ta sẽ chụp bóng lên, rồi chụp bóng xong rồi mình phủ cái lớp ceramic lên thì cái ceramic nó sẽ bảo vệ cái lớp bóng anh em là nó tới 3 lớp lận nha, thành thử ra anh em khỏi lo. Còn ví dụ như tài chính hơi thấp hơn chút á mà anh em muốn bảo vệ lớp sơn á thì anh em dán keo BBF hoặc là dán keo 3 lớp, nó sẽ bảo vệ anh em rất là ok. Đừng có ham rẻ, mua dán mấy keo rẻ mà đưa lên bộ áo trắng này thôi là xài 2-3 năm là bỏ bộ áo luôn anh em ha. Nên đừng có ham rẻ, thà là đừng dán dễ, ví dụ có chạy chùa hay này nọ mình đem đi dặm được. Chứ còn anh em dán mà mấy keo dởm vô rồi á, lột ra chết keo quá khó lắm ha. Cái đó là mấy anh mà dạng như kỹ mà kỹ không đúng cách đó. Còn cái này nghe xeo cam Nova thì thôi rồi khỏi nói các bạn ha, xài báo bền luôn, xài biết nào mới hư. Nhiều khi nó thiệt chứ nó không phải vui vui. Bây giờ mình lấy vợ mình mua chiếc xe này đi, mình xài tới chừng con mình học lớp 1, lớp 2 chưa chắc dĩ xe bị gì nữa. Nó im lắm, nói chung là ba đồ này nó xài trường tồn tới em tính đi. Bây giờ cái xe đó mà cái niệm xe này là xài hồi năm 2015 tới giờ nè. Cái niệm này hồi đó đó, thằng gắn là 2017 mà em mua cũ của người ta. Tại hồi đó cái niệm xe này giá cao lắm mà hồi đó còn khổ đó, dọn xe đâu có dám mua đâu anh em. Nghĩ sao mua niệm 3-4 triệu bạc, nó đâu có rẻ như bây giờ đâu. Hồi đó em nói anh em đúng một loại hàng thôi. Hồi xưa dọn xe mắc tiền lắm, dọn mà xương xương gì thôi là cả 100 triệu rồi anh em. Thiệt, dọn xe hồi đó ngán tiền lắm, còn giờ đổ ghé ghê à. Bộ câm hồi đó là mua 1 triệu mấy, bây giờ bộ câm 800 ngàn, tiếp chi mua không được anh em. Bộ câm hãng cũng 700-800 rồi, mình chơi câm Nova luôn cho đã đó. Còn niềng ngạch xe hồi đó mua có cặp 3.5 triệu nữa, có cặp 4-5 triệu nữa anh em, mua ngán tiền. Còn bây giờ cặp có 2 triệu 2 triệu mấy, dễ ợt mua, nhầm chỗ bán thanh lý rẻ hơn nữa anh em. Bởi vì á, thân nguyên khuyên anh em, ví dụ như đã dọn xe dọn theo cái hướng mà kiểu như nè, mà đừng có tiếc tiền. Mình tiếc tiền mình mua mấy cái hiệu mà dởm á, anh em xài không được bao lâu trên mà giờ người ta cừ anh em nữa ha. Bởi vì thành thử ra khi anh em muốn dọn chiếc xe, anh em phải suy nghĩ kỹ. Dọn là phải dọn đồ gin, đồ chơi mà đồ hiệu cho nó tốt, giá trị nó chẳng có chênh lệch bao nhiêu hết. Ví dụ như bộ câm đi, mà mình nói đơn giản như là thằng gây sinh boy đi, cũng 400-500 ngàn một cặp, chưa tính tiền bắt câm. Bây giờ cặp câm Nova thì 700-800, như 800 ngàn đi đó. Anh em thấy chênh lệch không? Có 300-400 mà nó gấp đôi thì nhiều khi mình nghe mình ngán chứ thiệt ra 300-400 anh em ăn cũng hết rồi. Bữa cơm là hết trơn rồi ha, chầu nhậu là cũng hết rồi. Mình lựa những cái món đồ nè, xài xe cho đẹp cho sang, đi người ta khen mình tự tin hơn các bạn ha. Thì những cái gì thằng nói trên đây hồi nãy giờ là nó chỉ có 7 triệu thôi. Đó, 7 triệu là gì thằng xin nhắc lại nha. Là bao gồm là cổ bô titan. Cổ bô titan thì tầm khoảng 1.5 triệu, 2 triệu, tùy theo có bầu hơi không có bầu hơi hay thẳng. Còn ví dụ như anh em mua vừa tới khúc chụp này thôi nè, cỡ 900 ngàn thôi, khỏi có khúc chụp đó là 400 đó, tùy theo anh em nha, tùy theo anh em quyết định. Còn bộ ốc Salaya thì bao gồm ốc áo với ốc dàn chân luôn, có gì thăng sọn. Mà mình phải kiếm những người á, người ta có sọn như gì nè, anh em mua về gắn chứ đừng mua ba cái dĩ nha. Mua mấy dĩ về không đủ nha. Còn ví dụ như những vị trí này người ta không có chiếc xe người ta canh, anh em phải kiếm những người mà người ta có trên xe, người ta tháo ra, người ta canh gì nè, mấy ốc lóc này ta tháo ra, ta canh, ta chỉnh cho mình nè. Mình mua về nó mới vừa dặn, nó mới đủ đồ anh em gắn ha. Bộ ốc cỡ khoảng 3-4 triệu đi. Thì như nãy giờ nói là 5 triệu rồi, còn 1 triệu nữa là 1 triệu nữa, ủa vậy là hơn ta. Vậy tính ra ngợi anh em, bộ ốc vậy là chỉ có 2 triệu mấy thôi. Tại vì thằng tính hết luôn, cái này có 7 triệu à. Vậy rẻ quá rẻ, còn gì nữa ta ha. Còn ví dụ như các bạn được cái gói VIP hơn nữa nè, anh em mua xe của thằng hết nguyên combo này, anh em bù thêm 5 triệu thôi, thằng hỗ trợ anh em 3 triệu luôn đó, trong đó là hỗ trợ 2 triệu mấy 3 triệu luôn đó. Hỗ trợ ở đây không phải là tôi tặng mấy ông đâu, nói chung dọn xe không có lời tới cỡ đó đâu. Anh em biết sao không, khi mà anh em mua xe được hỗ trợ là hỗ trợ, thay vì giờ thằng gắn mấy cái đồ xé bịch ngoài hãng, thằng mua mấy cái này thằng gắn cho anh em ha. Cái đó là cái hỗ trợ thôi, chứ thực sự ra làm ăn mà anh em, mình làm chân chính người thật việc thật mà, đâu phải lời theo kiểu tiền bạc chục đâu, mình trừ hao gì được ha. Mình tính theo kiểu vừa xem xém tới nơi thôi ha, lo cho anh em được lo phần nào lo. Mấy ông mà gắn được này em mừng dữ lắm luôn á. Anh em biết sao, khi mà cái sườn thang sơn tĩnh điện kết hợp xuống tới mấy dàn chân gì nè, đi chân trong inox 304, đi mấy cái cần thắng đồ nữa, xài không bị phản ánh, tại biết chừng nào mới hư. Cái nhà sản xuất người ta dám bao trọn đời thì đương nhiên cái chuyện là xét là không có vấn đề xảy ra đó.
anh em trừ khi anh em chạy anh em có ngã hay gì nó cong thì mình không biết đi. Nhưng mà nó cứng hơn cái đồ ghim nhiều lắm, nên cái chuyện cong cũng chưa chắc, cong là cũng nặng dữ lắm nó mới cong. Cái đồ inox 304 nồi đồng cối đá hay các bạn, xài từ thời chào Pháp tới giờ inox 304 mấy cái ly á, mấy ly uống nước tới giờ người ta xài còn được mà nha. Thì sau này nói chung á, còn trong cái thời gian này nè, mấy cái này cái nguyên liệu nó còn nhiều nè, anh em mua còn rẻ anh em chơi đi để trải nghiệm, sau này tới đời con đời cháu rồi sau này chắc không còn đâu. Mấy đồ này dạng như nó có tài nguyên thiên nhiên là nó cũng sẽ có giới hạn đó thôi nha. Mấy cái hộp kim này thì cũng sẽ tới lúc ít thì nó lên giá rồi, nhiều khi mốt nó mắc bằng vàng mình lấy cái này mình đem đi bán nó còn ý nghĩa hơn nữa bạn nha. Mấy đồ chơi mà mình không có biết trước đâu, hiện tại á mình chơi ở đây là mình chơi đồ chơi theo cái thời gian, cái thời điểm hiện đại anh em. Sau này mà theo kiểu mà xài lâu năm á, nó giống như cái con gà mà ở trên cái máy bàn ủi á, hồi đó ta đâu suy nghĩ mấy chuyện đó đâu nè, như máy này cũng vậy nè, nhiều khi lấy máy này sau này bán mắc hơn tiền chiếc xe nữa anh em. Nói là có đấy, không phải có, không có, là người Việt Nam mình với người Trung Quốc á là hay dữ lắm nha, xe thích chơi những cái đồ cổ. Rồi thôi thì nói nhiều quá mấy vấn đề nó hơi lạc chủ đề rồi, thôi Đăng cũng xin kết thúc clip ở đây. Nói ở đây không phải nói nhiều, để nói thì mình suy nghĩ, mình tưởng tượng, mình dạng như là mình trừu tượng cho anh em để anh em dễ hiểu hơn thôi ha. Chứ còn ba đồ này thì hầu như trên thị trường mấy người mà ta bán phụ tùng chuyên á, ta tư vấn hay hơn em nhiều lắm. Em ở đây là em chơi theo kiểu tiện lợi, mà chính nhất là gì, bền, xài bền thôi là được, em khoái là em khoái chỗ đó thôi. Chứ còn nhiều khi mấy người ta bán phụ tùng ta còn tư vấn nhiều lắm, em đây em không có lời trên phụ tùng nên em nói chung chung thôi, cái nào có lợi ích vô chiếc xe của em thì em nói. Còn mấy vấn đề mà không có lợi ích á, nó đẹp hay xấu gì đó kệ đó, em không quan tâm. Tại vì đẹp xấu thì tùy theo khách hàng, nhiều khi ta không khoái gì đâu, cái gu người ta không chịu mấy ngốc này nha. Nên thành ra thằng nó nói xấu đẹp, thằng chỉ nói đây là cái độ tiện ích với chiếc xe của thằng bán ra thôi. Rồi thôi thì clip tới đâu rồi kìa, nhiêu phút rồi, 12 phút rồi, thôi clip 12 phút thì chuẩn clip rồi đó. Thằng xin kết thúc clip ở đây. Bạn nào thấy xe của anh Minh Trà Vinh đẹp, anh em cho thằng xin một like nha. Rồi thằng cảm ơn em rất là nhiều luôn. Chúc anh Minh về xài tốt dùng bền, sang năm lên em để coi làm gì thêm nữa ha. Thôi thì cái đó anh em mình inbox riêng. Rồi thôi chúc anh em mình thật nhiều niềm vui và may mắn nha. Chào tạm biệt các bạn, ngày mai mình sẽ giao 4 xe. Bye anh em.